Tiếp nối thành công của ngày hội Mốt Tai Nai 2023 được báo phụ nữ Việt Nam tổ chức trong hai ngày 21 và 22 tháng 10. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàng Kiếm Hà Nội, chương trình Mốt Tai Nai trao yêu thương nhận hạnh phúc tiếp tục lan tỏa yêu thương đến với trẻ em mồ côi. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành phố trong cả nước. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế và Con Tum đã thay mặt ban tổ chức chương trình Mốt Tai Nai trao yêu thương, nhận hạnh phúc Báo Phụ nữ Việt Nam trao học bổng cùng các phần quà đến với trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 15 trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông ở 3 tỉnh Thái Bình, Thừa Thiên Huế và Con Tum, mỗi tỉnh 5 cháu, được nhận hỗ trợ từ chương trình Mốt Tai Nai trao yêu thương nhận hạnh phúc của Báo Phụ nữ Việt Nam gồm mỗi trẻ một suất học bổng 3 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà là hai hộp sữa Meiji, ba lô, thiệp, sách hạt giống tâm hồn một số trường hợp gia đình trẻ cư trú ở các huyện xa trung tâm tỉnh sẽ được cán bộ hội liên hiệp phụ nữ ba tỉnh thay mặt chương trình chuyển những phần quà yêu thương đến với các con